Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số pizza bà băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Hệ thống Bola là sự kết hợp giữa điểm chạm má bi và FV. Với hệ thống Bola Hàn Quốc này, chúng ta có 6 FV và 8 má bi như hình. Các vị trí nước số trên bàn gọi là hệ thống Bola 024 vì điểm đầu ở bàn ngắn, tức là vị trí bị cắt ở nút 1, 2 và 3 được quy định là nút số 0, 2 và 4 được quy định bằng màu vàng, góc bi chủ được quy định là màu xanh lá cây và điểm trúng quy định bằng màu đỏ. Về công thức, ta cộng 3 giá trị, vị trí bị cắt, góc bi chủ và điểm trúng lại. Tổng của ba giá trị này bằng tổng của má bi cộng với FV. Ví dụ với hình bi này, ta xác định điểm trúng bằng 8, vị trí bi cắt bằng 0, góc bi chủ bằng 0, ta có tổng bằng 8. Như vậy, ta có thể chọn FV cộng má bi sao cho tổng bằng 8. Trong trường hợp này, ta sẽ chọn sử dụng 4 FV và má bi bằng 4/8, tức là chạm 1/2 trái bi. Lưu ý, điểm thuận lợi của hệ thống Bola nói chung là khi đã có tổng 3 giá trị, thì ta có thể tùy biến giữa má bi và FV miễn sao ra được đúng kết quả. Như ví dụ có tổng bằng 8, ta có thể chọn má bi và FV bằng 4, hoặc FV 5 và má bi 3, v.v. Trước đây mình từng làm một bộ Bola với 12 má bi, với hệ thống cũ đó thì chạm má chính xác sẽ rất khó. Tuy nhiên với hệ thống Bola Hàn Quốc 024 này, chỉ với 8 má bi thì việc chạm đúng sẽ dễ hơn nhiều. Bola thì mình sẽ kết hợp má bi với FV nền sẽ rất thuận lợi để tùy biến chạm dày hay chạm mỏng, hỗ trợ né đá hoặc gài hình. Do vậy, ngày nay các cơ thủ ưu tiên sử dụng Bola nhiều hơn so với bộ 50, cũng là vì điều này. Bây giờ mời các bạn xem tiếp một số, ví dụ với hệ thống Bola 024 này nhé. Các bạn giúp mình bằng cách ủng hộ nhấn like, chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì bấm đăng ký để theo dõi những video mới nhất hàng tuần. Cảm ơn mọi người.
Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số pizza bà băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.